Thì đấy là đấy là counter PK, tuy nhiên thì bây giờ mình nghĩ vậy đây khó khó chịu. Vâng, balloon phong cách vẫn là balloon mega này, nổ không nổ trúng không, active kinh rồi, rất tốt đến từ Tusu, một active rồi. Bây giờ đấy kia là đấy mega này thôi, balloon mega này minor, một đấy khá là cơ bản rồi, phải dùng minor để chặn clean. Hello Lâm. Phải nói là kéo rất là khéo, kéo rất là khéo rồi con này. Câu thẳng thẳng nếu nói thẳng ra ấy, thì là ở Tali thả con balloon đáng lẽ là qua mép này, qua mép bên trái thì nó sẽ có một hit đến từ vào cái trụ, vào cái trụ phía bên trái. Còn với deck của Tusu là một deck giáp giáp thằng cát đâu, balloon balloon tiếp theo lấy cái gì chặn đây, tất tay trên bên kia rồi. Tornado đâu, Tornado đâu, hay lại đứng ở như vậy, tưởng trợ chừng là mất mạng rồi nhưng mà không. Con rồng ngu đang hút. Vâng, phải dùng IC Golem để chặn rồi. Phí 2 ly rồi. Thẻ cuối cùng là Poison với lại cái như là Clock hay cái gì ta. Tiếp theo rồi, không cần tanh đâu. Poison luôn, bắt được đàn ruồi rồi. Thực ra là mình thấy là ai đánh hay thì mình cố vũ thôi, chứ còn cái kèo này thì cho dù là có tố vũ thì chả được cái gì. Đợi ông đợi bác Tali bác đi làm cái ông fan rồi mà chả thấy đâu. Ai xin rồi rồi, Tornado. Như thế này là hơi khó Tornado rồi, khó quá. Ai xin quăng đi em. Một giáp. Tuy nhiên thì con rồng ngu xin được trận này không? Rất tốt đến từ con rồng. Ám giải xong rồi thôi, im trái nói gì. Hôm bữa mình hỏi sau là có, hôm bước là mình có nói chuyện với Tali là hỏi là anh có fan không anh? Anh hỏi là ông fan cái gì? Ông fan á? À, anh cũng chưa biết nữa. Rồi ok. Em cũng chẳng biết nói gì nữa em. Em mong cái bữa đi ăn trực thôi mà cũng chưa thấy. Và quay trở lại với trận đấu thì deck này, khi mà mình nghĩ với cái deck của lấy cái deck của Tusu, mình nghĩ là công giáp giáp thì cần phải có nhiều quân hơn, tại vì giáp giáp mà từ ăn đến trụ thứ hai thì rất là khó, họ sẽ cần đặt con Mega Knight cộng với lại Active King ở cái trụ King Tower bắn ở kia thì khó. Tuy nhiên là họ vẫn thủ được thôi, vẫn có sát thương đến từ mấy con xương. Tuy nhiên ăn được không, kéo được con Mega Knight rồi nhưng mà cũng hết rồi, xương cũng nằm xuống rồi. Chưa, mình đang mong đợi hai con đấy xuất hiện cho hôm nay đây, tuy nhiên thì vẫn chưa thấy. Tornado bị lỗi rồi, vẫn có Tornado kịp rất nhanh, vẫn tiếp là một con té nước. IC nằm xuống đi em. Tiếp theo là Karokat. Ui, một hit đến từ mình lần này, họ thả ngay con rồng IC để có thể. Trong cái khi phòng thủ Tali thì Tusu sử dụng quá nhiều Eli. Và vì vậy là đợt sau này khi mà anh đép xong thì anh cũng chả còn cái gì để công nữa. Dùng một cái lock miner. Thực ra là khi mà test hai thẻ mới á. Ui, Mega Knight vào trụ luôn. Có một hit không? Vẫn có một hit. Cần phải dồn quân mà đánh nhiều hướng lên. Mình nghĩ là trong cái bài này đặt Canon Cat ở phía đặt đặt Canon Cat ở phía chính giữa và cho công giáp luôn. Mình nghĩ là một đòn như vậy sẽ bất ngờ. Tuy nhiên là cần phải đánh lừa được con Golem IC, vì con Golem IC nó chặn đường như vậy con Canon Cat không thể bắn vào trụ được. Không quan trọng là mình cố vũ cho người đánh hay thôi. Còn với Tali thì mình nghĩ là deck này anh cứ thả quân và anh cứ dồn thôi, tại vì họ không có tanh qua cầu thì giáp giáp cũng chẳng không làm ăn được bao nhiêu.
rằng là kèo này kèo sẽ hòa. Đấy lượt là Mega Knight, Tornado, IC. Có lời Mai xem nổ đi. Tại sao đặt Miner nhiều đấy nhỉ? Mình không hiểu tại sao Tali đặt Miner đấy, có lẽ là móc lúc. Tuy nhiên thì Tali quên mất một điều rằng là họ đang vẫn có một cái, họ vẫn coi cái Tornado. Bây giờ là tấn công một, một... đúng rồi, Karukat được ăn cả ngã về không đấy anh. Nhưng mà mình đã nói rồi, đó là bị chặn bởi con Golem IC. Rồi xong, tên này mà Tosu không ăn được thì mình nghĩ là thôi xong. Con Mega Knight, à, con gì sẽ xuất hiện? À, một IC, một giáp, vẫn chưa có giáp, vâng giáp rồi. Rồi, trận này sẽ rebuff thôi. Team Questo, welcome. Tỷ số hiện tại đã là 1-0 cho Red Tail. Tali chưa ăn, Tali đang đánh lại. Và chúng ta sẽ có 1 phút để thay đổi deck. Phải nói là Tosu hay là Tali anh đánh rất là chuẩn bài. Tuy nhiên thì hai cái deck mà ăn nhau như thế này hòa là đúng rồi. Deck của Tali thì lại hơi chậm. Còn với deck của nhưng mà nó là cửa trên, còn đối với cái deck này thì lại xoay nhanh, nó nằm dưới hơn một chút, nhưng mà hai người đánh rất là nhanh, xoay cái deck rất là nhanh mà bắn chuẩn. Sao xếp kiểu đấy thì đồng hương lại đánh nhau lại nát đầu. Đâu, đấy Tali là cửa trên mà. Nó chỉ chậm thôi, không phải cửa dưới đâu. À, trận này bao nhiêu cao thủ kìa? À, xin sao xin được slot vào xem theo. À, thì phải đăng ký stream thì mới vào được vào chứ. Nếu không nó kích hết nè. Này nhìn cứ kích hết này. Đấy. Hôm nay bị ốm, khổ lắm. Ở ngoài Bắc này nó lạnh nên là vì vậy là khổ đấy. Nếu mà với của Tali thực ra là nó bị counter bởi có Tornado counter đúng không? Tuy nhiên với cái deck của Tali á, mình có một cái bài nó khác, đánh khác hơn, thì khi mà bị counter balloon thì mình đánh bằng Mega Knight với lại Miner. Đồ ngu. Mình đánh bằng hai bên tại vì họ thủ thì thủ rồi lắm một bên thôi. Con Canon Cat thì mình nghĩ là dùng Golem IC cộng với lại cái con ruồi để counter được. Và quay lại với trận đấu thì chúng ta sẽ remark trận này. Bắt đầu là Goblin Gang. Là một cái bình. Vâng, bình khi mà bị nép quá nặng tay thì bây giờ vẫn quay lại bình à? Nép đi, nép đi. Anh à, cơm rang à? Chưa. Con này đép thì mắc ngon rồi. Nhưng mà con này có điểm yếu là nó bắn ở xa. Cái đó, kể mà nó cận chiến thì lại hay, nhưng mà cận chiến thì máu lại yếu. Con này chỉ có đi thủ thôi, không bao giờ công được. Công như này. À, xem bình, hai đấu bình là đấu gì đây. Bằng bây giờ tôi xuống hai cái bình rồi. Mình đang vẫn còn độc thân ạ. Mặt mình hơi già đúng không? Quá già. Miner bắt được quá Vinh Gang rồi. Hay quá anh ơi. Tali mình ít khi thấy Tali lại chơi rồi chơi Bamus. Thôi xong rồi, deck counter rồi. Con thẻ cuối cùng là gì đây? Trở lại Bamus. Mình nghĩ Miner này bao mất thôi chứ con không trả lại không ít bao được. Không thủ ít bao đâu. Với Tosu deck này thì mình nghĩ là cần phải giữ lại con Hunter để giết được đàn ruồi. Vì với đây là deck của nó là một lock. Bắt bài à? Dùng RAM à? Dùng RAM mà vui đấy anh ơi.
Giáp, có giáp không, có giáp không? Hunter không ra được, tại vì Hunter mà ra thì sẽ bị chết bởi con sẽ bị ruồi công ngay về phía phải ngay thôi. Vì vậy là tung xung anh không có gì phải vội. Bây giờ là ba mất, sẽ rất từ từ khi mà tung xu đặt con Hunter đây. Anh không việc gì phải vội hết, đặt ngay về phía bên phải ạ. Đặt tay phía bên trái khi mà đúng rồi. Ram dùng đép con Hunter bị sấp rồi. Tuy nhiên thì vẫn có ba mất thứ hai rồi. Công thế này thì không hiệu quả rồi tung xu. Còn với Tali thì đều quân cũng khá là tốt. Tiếp theo là đặt một cái bình. Ồ, bước ba mất thế này một bên thì mình nghĩ là hay đấy. Tuy nhiên thì liệu rằng có tay được không? Tất tay được không? Họ sẽ không dám ra con ruồi. Hiện ra ruồi chết ruồi rồi. Nhưng mà hết quân thủ rồi. Ba mất đâu? Bét, dùng bét counter. Khá là ổn. Với Tali cộng ram như thế này à? Cộng ram như thế này được không? Đặt con Hunter. Goblin chuẩn bắt bài đi em. Một đến từ Goblin. Lần đầu mình cũng thấy ta đi chơi súng đây. Mình nghĩ là đi với lại con gì ta? Mình nghĩ đi với Dragon thì hay. Bây giờ họ bút một bên, phải giữ lại con Hunter để counter bên kia. Dùng mai được đấy là hướng. Rồi, rất tốt. Sẽ có một cái giác Hunter bắn đi. Nhưng Hunter đánh lạc hướng bởi con nó rồi. Bắn đi, tiếp một con Hunter nữa đi. Bây giờ Tali quá khó trong tên này rồi. Mình chờ đợi một meta mới và mình nghĩ là đây khá là hay đây. Hay quá. Phải nói là Tali là deck không chuyên, nhưng mà với cái deck bị counter thế này thì mình nghĩ đây là một meta khá là hay. Hunter Bamus, ngon. Với cái deck của này thì mình nghĩ là sẽ thua cái deck của Dragon 2 ruồi. Let's go baby, xem ta đi đánh gì này. Hack, siêu hack đấy. Vâng, xuất phát là một cái poison và nick lại mình hút lại mega nine lại miner rồi. Vâng, ram ruồi ra poison rồi, lấy cái gì thủ đây? Phải đó là một pha chấp thời cơ tốt đến từ LCP. Rồi xong. Tali bị đánh quá bất ngờ. Phải nói là Tali không ngờ được là deck của Tusu lại mang deck của LCP là deck như này. Mình không hiểu luôn, là mình không ngờ được là deck tại sao là deck này. Chắc có lẽ deck này là deck mang hơi hướng của Bamus mà thay bình bằng cái Goblin Hood. Không, deck này deck quá bất ngờ, không phải lỗi đâu, deck quá bất ngờ. Và bây giờ thì mình nghĩ là thắng bằng niềm tin rồi. Chịu. Lại Mega Knight, lại Mega Knight cộng với lại cặp đồng hồ. Deck này chịu. Vâng, có cả xương luôn. Tali is a dangerous. I think so. Giá poison với thêm giáp nữa thì nó công là đúng rồi. Bây giờ thả một cái ram Uber, lấy cái gì thủ ở đây, Goblin à? Thả rồi. Họ quá dư Eli. Giờ bây giờ dùng poison luôn. Bay ăn thôi. Nhưng hãy rất cẩn thận khi họ ra Mega Knight rồi, ra rồi. Rồi sẽ bị giáp chết không? Không chết rồi. Vẫn còn 3 con. Vẫn có 2 hit đến từ con Mega Knight. 3 hit không? Rồi 2 hit thôi là đủ rồi. Quá thần thì... Bây giờ với deck của Tali thì mình nghĩ là khó đây. Còn Hot thì vẫn phải nhảy vào Goblin Hood. Poison rồi. Bắt Goblin trần.
Phải nói là deck khá bất ngờ đến từ LCP. Và đánh như thế này thì bất ngờ quá, mình cũng không nghĩ ra được cái deck này chịu. Và deck này là deck khi mà mình nét rồi chuyển sang nhà gốc đi smooth cho nó chắc gốc. Ơ, ăn được chú rồi. Megana nhảy được không? Nhảy được rồi. Oh. Giờ như LCP đang bị lỗi gì. Và mất thả ngay trước giữa. Thả không, thả đi. Họ thả Megana rồi, nhưng mà chuẩn bị có Megana. Một thẻ, ba thẻ, có Megana rồi. Bây giờ gặp Bobby Hood sơ xong rồi. Khởi đầu rất là tốt, tuy nhiên thì bây giờ sấp cái này trên tay Hoàng Hôn rồi. Bây giờ chỉ có một cách là bắt thả ba mất ngay giữa, nhưng mà như thế này thì vẫn chưa đủ Heli. Vẫn chưa có đủ Heli, còn Hawk đập ngay giữa. Dùng Ram hút bên kia công. Mình nghĩ là trong cái bài này công hai bên thì không có lợi lắm. Đây công một bên là yếu rồi, công hai bên yếu hơn vì họ cũng có support. Coi dần rồi, nhưng mà họ có Megana nằm trên tay rồi. Có, bây giờ phải có một cái Ram nữa. Vâng. Rồi. Yeah, pre-sure for 3 rounds. Bây giờ thủ với nào đây? Rồi quanh ngược lại à? Ram! Và mất chuyển rồi. Ui, một mình có Megana cầm được đống này không? Cầm được không? Good game. Hay đấy chứ. Thực ra là LCP đang thả như vậy để cho thêm phần kịch tính của game rồi. Đúng là thêm phần kịch tính thật. Nhớ subscribe để nó miễn phí.